Công an huyện Bù Gia Mập tỉnh Bình Phước cho biết, đối tượng Nguyễn Đình Nhi 56 tuổi, người bị thương trong vụ cháy nhà dân ở xã Bù Gia Mập khiến hai người phụ nữ tử vong đã đầu thú khai nhận hành vi phóng hỏa. Hai nạn nhân tử vong là bà Trần Thị Ngọc Vân 52 tuổi là vợ ông Nhi và bà Trần Thị Ngọc Tùng 53 tuổi, chị bà Vân. Theo lời khai của đối tượng Nhi, do mâu thuẫn từ trước cụ thể là tất cả các giấy tờ mà ông với bà vân cầm vườn cầm đồ mấy năm trước đây đã sang tên hết cho con của bà bà còn đánh đập ông đuổi ông ra khỏi nhà nếu phản ứng bà kêu con rể và anh em ra hăm dọa khiến ông bị áp lực sau đó ông nhi đổ xăng châm lửa đốt phòng ngủ rồi dùng dây điện chích vào người bà vân khiến nạn nhân đau đớn la hét sau khi gây án ông nhi uống thuốc trừ sâu để tự vẫn nhưng được cấp cứu kịp thời Cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Đồng Nai đã công bố quyết định khởi tố bị can bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Hoàng Nghĩa, trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Long Thành để điều tra về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Ngoài bị can Nguyễn Hoàng Nghĩa, công an cũng khởi tố bắt tạm giam 3 bị can khác. 4 bị can bị bắt tạm giam có liên quan đến việc xác minh nguồn gốc đất đai tại dự án cụm công nghiệp Bình Sơn ở xã Bình Sơn, huyện Long Thành, từ đó dẫn đến hậu quả đất công tại đây bị người dân chiếm dụng, gây thất thoát tài sản nhà nước hàng chục tỷ đồng. Bốn cán bộ lãnh đạo tỉnh Lào Cai, trong đó có ông Nguyễn Thanh Dương, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai và ông Lê Ngọc Hưng, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai, vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh này ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam, khám xét nơi ở và nơi làm việc trong ngày 23 tháng 6. Bốn bị can bị khởi tố bắt giữ, khám xét để điều tra về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Cùng ngày, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Lào Cai cũng đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh khám xét cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Nguyễn Văn Bình, nguyên thành viên hội đồng thành viên, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Apatit Việt Nam để điều tra về tội vi phạm quy định về nghiên cứu thăm dò khai thác tài nguyên. Các bị can bị khởi tố liên quan đến dự án xây dựng nhà hàng khách sạn của công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng thương mại Lilama được cấp giấy chứng nhận đầu tư hồi năm 2009 nhưng lại núp bóng để thu gom tận thu quặng apatit. Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Cạn vừa xét xử sơ thẩm 3 đối tượng là Mông Văn Đạt sinh năm 2001, Dương Văn Hà sinh năm 1996 và Hà Văn Đức sinh năm 1998 cùng chú xã Hòa Mục, huyện Trợ Mới, tỉnh Bắc Cạn về tội giết người. Theo cáo trạng, Khoảng 23 giờ 30 ngày 15 tháng 6 năm 2021, Lý Văn M sinh năm 1999, Phùng Kim L và Triệu Văn T sinh năm 1999 đi qua trước cửa nhà Mông Văn Đạt. Nghi ngờ đây là những người nghiện ma túy đến thôn mình để trộm cắp tài sản, nên đặt gọi điện cho Hà Văn Đức và Dương Văn Hà đến hỗ trợ. Sau đó, hai bên xảy ra mâu thuẫn dẫn tới xô sát. Hậu quả Phùng Kim L bị gãy xương tay trái, tỷ lệ thương tích 24%. Triệu Văn Tê tử vong tại bệnh viện do đa chấn thương, hội đồng xét xử tuyên phạt Mông Văn Đạt 16 năm tù, Dương Văn Hà 10 năm tù và Hà Văn Đức 9 năm tù.